Tập 19. Anh nói nghe xem, những lời bà cụ nói có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiệu gia năm đó yếu trâu còn hơn khỏe bò. Giải quyết hết khoản nợ thì chắc là không thể, nhưng giải quyết cho một hai nhà thì chắc không thành vấn đề. Năm đó ông cố tôi chắc hẳn cũng sức đầu mẻ trán. Vào đúng lúc này, Bạch Anh lại bất ngờ xuất hiện với thân phận đại diện xưởng dệt, giải quyết mối nguy cấp bách cho ông cố tôi, khiến ông mang ơn đội nghĩa. Đúng vậy, đó chính là mở đầu cho mối quan hệ giữa Bạch Anh và Tần Lai Phúc, không hề có chủ đích, hết sức tự nhiên. Nhưng tại sao lại chọn đúng nhà họ Tần chúng tôi chứ? Giả Tam thì chỉ vô tình chọn trúng, nên phải dùng đằng sát để ràng buộc. Nhưng cái người giúp cô ta nuôi con trai ruột, cô ta nhất định sẽ tìm hiểu kỹ về nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của người đó. Có lẽ ông cố của anh lọt mắt cô ta cũng vì điểm đó. Nhưng bất kể là chọn Tần gia hay ai khác cũng không liên quan gì lắm. Tóm lại, cô ta lựa chọn ai thì anh sẽ theo họ người đó. Không đúng. Cô đang dắt mũi tôi. Những lời cô vừa nói chỉ có thể chứng tỏ Bạch Anh quen biết ông cố tôi. Hay nói cách khác, ông cố tôi đã nhận ân huệ của Bạch Anh nên mới giúp lại cô ta. Chẳng thể nói lên điều gì hết. Anh có còn nhớ người chắc của Thiệu Diễm Khoan, Thiệu Khánh không? Tôi nhớ. Cái người mở quán ăn. Vậy anh có nhớ lần đó anh ta đã nói gì về Bạch Anh không? Nhị phu nhân này kỳ lạ lắm. Thân thế cũng rất kỳ lạ, cũng chẳng mấy khi giao thiệp với họ hàng nhà chúng tôi. Lâu lâu còn bỏ đi mất dạng. Đã đi là đi biệt mấy ngày, không biết đâu mà tìm. Lâu lâu cô ta mất tích vài ngày, có lẽ là đến tìm Tần Lai Phúc. Bạch Anh và Tần gia vẫn luôn duy trì liên hệ. Mãi đến cái ngày đông trước khi cô ta chết, còn cùng đi dạo hồ với nhau. Những lời cô nói chỉ có thể nói lên họ rất thân thiết, không chứng minh được điều gì khác. Trong ghi chép của ông cố anh về lần dạo hồ đó, không hề nói Bạch Anh trong trạng thái sắp sinh. Cho nên, theo như tôi đoán, lúc đó Bạch Anh đã biết được tin Khu Sơn sắp đến, nên cô ta cũng đã chuẩn bị từ sớm. Bởi vậy cô ấy đã rời khỏi Thiệu gia, nghĩ cách sinh sớm, đồng thời giao đứa bé mới sinh cho Tần Lai Phúc. Giả lại, trong thời đại đó, người có gia cảnh tạm được đều đã có mấy đứa con rồi. Nhưng Tần Phán Mạ, ông cố của anh, thì chỉ có một người con là ông nội của anh. Vậy thì sao? Trong một ghi chép khác của Tần Lai Phúc có viết, bà nhà hoang mang u uất, Bạch Anh gửi thuốc. Y sư ở Thân Hải quả thực có tài xuất chúng. Bạch Anh vốn dĩ chẳng biết gì về thuốc thang. Phụ nữ mắc bệnh, tự khắc có đại phu ở địa phương đến lo. Cần cô ta phải đường xá xa xôi đến gửi thuốc sao? Hơn nữa là loại thuốc gì có thể hiệu quả tức thì như vậy? Cho nên thứ phát huy tác dụng vốn không phải thuốc, mà là Bạch Anh đã dùng biện pháp nào đó của nghệ tộc, khiến cho bà cố của anh không thể sinh nở. Như vậy mới hết mực yêu thương đứa con nhận về. Ý cô là Bạch Anh vì muốn con của mình được chăm nom tốt lúc nhận nuôi, là phải hại người khác tuyệt hậu trước sao? Theo suy nghĩ của nhân loại các anh, làm như vậy đúng là trái với lẽ đời. Vậy nếu đổi lại là cô, cô sẽ làm thế nào? Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dính dáng gì đến Thiệu Diễm Khoan, cũng không phải trăm phương ngàn kế làm bao nhiêu chuyện bày ra cái bẫy như vậy, chỉ để được sống lay sống lắc. Nếu đã không thể sống hết mình, thì thà chết đi cho gọn lẹ. Nói tóm lại, sau khi Bạch Anh thu xếp xong cho con của mình, đã nói Tần Lai Phúc lẳng lặng tìm cách lấy lại hài cốt của mình từ chỗ Khưu Sơn, an táng theo địa điểm chỉ định. Cho nên bốn câu thơ đó giống chẳng phải dạo hồ ngày đông bùi ngùi xúc động, càng chẳng phải không ốm mà rên đa sầu thiện cảm, mà là Bạch Anh đang nói cho tôi biết nơi cô ta được chôn cất. Ý cô là tai nạn máy bay hôm đó, hài cốt của Bạch Anh bị mất đột ngột, tất cả đều do con người làm. Nếu không anh nghĩ là gì? Bạch Anh tốt với Tần Lai Phúc như vậy, trước thì dùng danh nghĩa xưởng dệt qua Mỹ giải quyết hết khoản nợ của ông ta, sau đó lại tặng không cho ông ta một người con trai. Lẽ nào thứ cô ta đòi lại chỉ là được đến Đạt Na khấu đầu một cái sao? Nếu nói nhà họ Giả đang bảo vệ tôi, thì nhà họ Tần bảo vệ Bạch Anh. Tư Đằng,
Tại sao cô lại nói với tôi những điều này tường tận như vậy? Anh hỏi câu gì vậy? Đó là thân thế của anh. Lẽ nào không muốn biết càng rõ càng tốt sao? Tôi không muốn, tôi không chấp nhận nổi. Từ Đằng, tôi có thể không quan tâm cô là người hay là nghệ tộc. Chỉ cần cô là Tư Đằng thôi là đủ rồi. Nhưng bây giờ, cô lại nói tôi là hậu duệ của Bạch Anh. Vậy là tôi có thể không quan tâm, nhưng anh là con người, chung quy cũng vẫn bận lòng. Cậu nói xem, một người sống sờ sờ nói tôi hút ít máu từ người đó dễ dàng lắm sao? Có gì mà khó? Giỏi thì cậu làm đi. Cậu cứ nhắm chuẩn thời cơ, ra tay dứt khoát là xong còn gì. Từ Đằng tiểu thư cũng có giao nhiệm vụ này cho tôi đâu. Là sư phụ cậu giao cho cậu mà. Sao, muốn làm trái lệnh thầy hả? Tôi chọc cậu đó, cậu tin không? Không. Cậu dám? Tôi chọc chết cậu. Cậu đừng quậy nữa, chọc chết cậu nè. Đứng lại, tránh ra đi. Không. Không, cậu chỉ biết chọc tôi. Có giỏi thì chọc Tần Phóng đi. Dương Càn Khôn, cậu đừng có mà. Có. Tôi hỏi cậu, có cách gì có thể chứng minh quan hệ máu mủ không? Sao? Ý tôi là, có cách gì có thể kiểm tra tôi và Tư Đằng có quan hệ máu mủ không? Dùng biện pháp khoa học của các cậu được không? Được. Lấy máu. Lấy máu sao? Nào. Đi thôi, đi lấy máu thôi. Có câu nói gì đó ta? Đến khi tìm được chẳng tốn công. Rốt cuộc chừng nào mới bay? Cảm giác Tư Đằng sắp mất kiên nhẫn rồi. Cậu đi nói cô ấy khống chế lưu lượng, máy bay là phải chờ. Tôi là bồ câu chắc mà phải đưa thư cho hai người. Có gì anh tự nói với cô ấy đi. Cậu có đi không? Tôi đi. Hai người giận dỗi nhau sao lại trút lên tôi? Cậu đưa chai nước này cho cô ấy. Nói cô ấy, cái này không có đường, không béo đâu. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi? Trẻ con. Phóng nói vẫn phải chờ thêm một lát. Anh ấy lấy nước cho cô. Tần Phóng cứ đòi đổi chỗ với tôi. Tôi thấy Tần Phóng dạo này cứ sao sao đó. Bây giờ anh ấy còn chẳng buồn nói chuyện với cô. Trước kia nào dám như vậy, cũng chỉ đá xoáy tôi thôi. Bây giờ thì hay rồi. Tính tình rõ nóng nảy, một ngày phải đá xoáy tôi 7-8 lần. Có còn là Tần Phóng không? Rõ là Tần xoáy mà. Tên này không bị biến dị thật đó chứ? Tư Đằng tiểu thư, vậy cô phải giám sát kỹ một chút. Lỡ có chuyện gì thật, cũng chỉ có cô trấn áp được anh ấy thôi. Cô xem tôi nói có phải không? Cậu đổi chỗ ngồi cho Tần Phóng.
Vậy nếu anh ấy không chịu thì sao? Tần Phóng. Cái gì? Từ Đằng tiểu thư nói chúng ta đổi chỗ. Không đổi. Nguyên văn từ Đằng tiểu thư nói như thế này: anh muốn cũng phải đổi, không muốn cũng phải đổi. Nếu anh không muốn đi bộ tới đó thì cút qua đó cho cô ấy. Lên mặt với tôi làm gì? Tôi chỉ là người chuyển lời. Có giỏi thì đi tìm từ Đằng tiểu thư mà trút giận đi. Cáo mượn quay hùm đó hả? Không cần quan tâm tôi mượn quay ai. Tư Đằng tiểu thư đã nói là anh phải nghe. Anh không cần phải giận dỗi với tôi. Đợi đến vũ hàng rồi, làm xong nốt việc cuối cùng là anh được giải thoát rồi. Dù tôi không giải thoát nổi, tôi cũng không mong cô hợp nhất với Bạch Anh. Tại sao? Còn tại sao được nữa? Giả Tam vô tình bị cuốn vào chuyện này, từ đó cả nhà phải di cư. Nhà họ Tần bị cô ta hại tuyệt hậu, còn phải giúp cô ta nuôi con, còn phải coi cô ta là ân nhân. Cô ta vì muốn bảo vệ con mình mà không coi mạng của con người khác ra gì. Tôi biết tôi không đủ tư cách bình phẩm cô ta, cũng không thể dùng đạo nghĩa nhân loại chỉ trích cô ta. Nhưng tôi muốn nói là nếu người hồi sinh ở Đạt Na lần đó là cô ta chứ không phải cô, thì tôi sẽ không giúp cô ta đâu. Vậy sao? Tóm lại, cô có thể đừng hợp nhất với cô ta không? Tôi niệm tình anh vừa mới biết thân thế lai lịch của mình, không khỏi dậy sóng trong lòng, nên không thèm so đo với anh. Nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn. Tôi nên làm việc gì không đến lượt anh chỉ tay năm ngón. Tôi biết tìm được hài cốt của Bạch Anh, hợp nhất với cô ta là điều cô đã lên kế hoạch từ đầu. Nhưng chúng ta đã trải qua từng đó chuyện rồi, mà cô không hề có ý định thay đổi kế hoạch chút nào sao? Không. Tại sao lại không? Anh lấy đâu ra nhiều thắc mắc vậy? Nếu không làm vậy, sớm muộn tôi cũng bị sức mạnh sức tản trong người dài dò tới giác. Anh muốn tôi chết lắm sao? Cô thừa biết tôi không có ý đó mà. Sao tôi có thể muốn cô chết được? Tôi thà là tôi. Suốt chặng đường qua, anh cư xử với tôi cũng không tệ, làm việc cũng khá tận tâm. Nhưng quả thực tôi không ngờ được anh lại là hậu duệ của Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan. Giữa chúng ta tuy cũng có chút dính dáng, nhưng thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ nay anh không cần phải lăn tăn về chuyện gia dế với tôi, cứ cư xử như trước đây là được. Tư Đằng, cô nghĩ hai ngày nay tôi vẫn luôn lăn tăn về gia dế giữa chúng ta? Thôi, cô thích hợp nhất với ai thì hợp, tôi cũng không can thiệp được. Cứ xem như tấm lòng của tôi đem cho chó ăn vậy. Tần Phóng, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cô có ý gì vậy? Nhà anh ồn ào quá, tôi không ở đó. Nhà anh ấy là biệt thự, yên tĩnh vậy còn gì. Vậy cô muốn ở đâu? Đâu cũng được. Ý cô là chọn đại chỗ nào cũng hơn nhà tôi đúng không? Anh muốn cãi nhau với tôi ở đây đó hả? Không cần thiết đâu. Được, cô ở nhà tôi ở công ty. Cậu đưa cô ấy về. Vậy còn anh? Anh sao vậy? Tôi tới công ty. Bị cảm rồi.
Sếp Tần, mấy việc tôi giao cho anh đã làm hết chưa? Vì không liên lạc được sếp Đăng nên chưa xử lý được thủ tục chuyển nhượng cổ phần anh yêu cầu. Sếp Tần, gần đây có chuyện gì phải không? Cũng không có gì. Đợt này sếp Đăng cũng không tới làm nữa đâu. Cứ vậy đi. Sếp Tần, cây xanh này chúng tôi cũng bày được sao? Vì trước kia sếp Đăng từng nói không cho bày cây trong văn phòng. Bày đi. Được. Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương lạc, ai người thương qua. Đài xuân tơ rủ la đà, rèm theo bông khẽ đập qua bên ngoài. Kìa trong khuê cát có người, tiết xuân lòng nhẫn ngậm ngùi dẫn dơ. Trái tim của hoa giống trong nhụy, chỉ sợ lỡ mất mùa qua. Trái tim người. Nhan Phúc Thụy, im miệng. Quên đi bốn mùa, chưa từng để người khác dễ dàng hiểu được. Anh thật sự không quay lại nữa sao? Một mình tôi làm việc có chút không cẩn thận. Thôi khỏi, chắc cô ấy cũng không muốn gặp tôi nữa. Quan trọng là anh làm gì tôi đang mới hài lòng. Tôi làm tệ lắm. Không được có bất cứ ý nghĩ không an phận nào với Tư Đăng. Nếu không tôi, có cho tôi cũng không dám. Tôi trốn còn không kịp đây nè. Vậy nên anh mau quay lại đi. Không đâu. Được. Vậy anh và Tư Đăng tiểu thư có gì muốn nói với nhau không? Không cần đâu. Hết rồi. Đúng là ăn ý. Tư Đăng tiểu thư, cô đói rồi đúng không? Tôi nói người đưa đồ ăn qua nhé. Đồ người nào đưa cậu cũng dám ăn sao? Chê mình sống lâu quá sao? Nghe cô nói kìa. Theo lời cô thì mọi người không ăn đồ ăn ngoài nữa sao? Tư Đăng tiểu thư, theo tôi thấy nội tâm của chúng ta không thể tối tăm như vậy được. Cho dù là người hay người ngoài hành tinh, không phải nên sống tươi sáng vui vẻ chút sao?
Được, trong lòng cậu tươi sáng. Vậy hãy lợi dụng sự tươi sáng này để tìm xem thi cốt của Bạch Anh được chôn chỗ nào đi. Tôi tìm thế nào được? Sự tươi sáng trong lòng tôi cũng đâu phải đèn pha. Trước đây không chú ý tới. Vị trí địa lý ở đây đúng là không tồi. Có sự yên tĩnh trong ồn ào. Vừa mở cửa là tháp Hoa Phong. Sáng sớm là một hồ nước bình lặng với sương mỏng. Đến tối là nắng chiều tà trên Hoa Phong. Hay lắm. Thơ hay quá. Người có kiến thức đúng là khác biệt. Để tôi nói thì là quả bí đỏ giữa chậu nước rửa rau. Nói chuyện này với cậu đúng là đàn gãy tay trâu. Tư Đàn tiểu thư đói rồi đúng không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho cô nhé. Ở đây lạnh sao? Không đúng lắm. Khi mới gặp cô còn là mùa đông nữa đó. Khi đó cô chỉ mặc một chiếc sườn xám mỏng, còn lộ cả mắt cá chân. Tôi còn sợ cô bị viêm khớp. Sau đó tôi phân tích thì cô là thực vật chịu lạnh. Nhưng giờ thời tiết ấm lên rồi, sao cô lại sợ lạnh chứ? Không phải là bị bệnh rồi đó chứ? Để tôi gọi điện cho Tần Phóng. Từ sáng tới tối sao cậu nói nhiều vậy hả? Yên lặng ngắm phong cảnh không được sao? Hơn nữa cậu gọi điện thoại cho Tần Phóng có tác dụng gì chứ? Anh ấy đến thì tôi thấy thoải mái sao? Nè, Tư Đàn tiểu thư, căn nhà lớn thế này chỉ có hai chúng ta ở đây. Cô lại không nói chuyện với tôi, tôi sẽ bức bối chết mất. Tư Đàn tiểu thư, có phải cô còn muốn ở đây thêm mấy ngày không? Không thể kéo dài nữa. Nhất định phải mau chóng tìm được hài cốt của Bạch Anh. Cô biết cô ta ở đâu không? Tôi mà biết rồi thì còn ở đây nhiều lời với cậu vậy sao? Còn không mau đi tìm đi. Đứng đó chướng mắt. Cô chê tôi phiền, nửa đêm bắt tôi đi tìm hài cốt. Con nói lại lần nữa, 6 cộng 7 bằng mấy? Sư phụ đã dạy con thế nào hả? 6, 7, 13, hai tay bắt hết. Nhớ lấy nhé. 5 cộng 4 bằng bao nhiêu? 9, đúng rồi. Thứ tôi nói cậu tìm đâu? Lại ở đây lười biếng rồi. Cô xem, cháu chào cô. Ai là cô của cháu hả? Cháu gọi chú Tần Phóng. Nếu cháu gọi cô là chị xinh đẹp thì cô cũng phải gọi chú ấy là chú rồi. Không không, ngoại phòng theo hướng này thì để ta nghĩ xem. Đúng là con không thể gọi là cô được. Để ta tính xem. Tính gì mà tính, cứ như vậy đi. Cô Tư Đằng, sư phụ cháu nói cô là ân nhân cứu mạng của cháu. Sau này cháu lớn phải hiếu thuận với cô, phải cùng cô dưỡng lão, tiễn cô cho đến cuối cùng. Cháu tiễn cô sao? Tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện đó mà. Ngoại phòng,
Tư Đằng tiểu thư khỏe mạnh như vậy, có thể đợi đến lúc con cháu con chết đi đó. Sư phụ không nói chuyện với con nữa, con phải nghe lời viện trưởng đó nhé. Sau khi sư phụ làm việc xong sẽ đến đón con. Tạm biệt cô đi. Tạm biệt sư phụ, tạm biệt cô. Đây là viện phúc lợi mà cậu nói sao? Mấy đứa nhỏ ở đó đều không cha không mẹ, đáng thương lắm. Có ăn có uống có mặc, nơi lớn như vậy còn nhiều đồ chơi nữa, không cần đi khắp nơi xin ăn, không cần ngày ngày lưu lạc không biết trốn về, càng không cần trải qua súng đạn liên tục. Đáng thương chỗ nào chứ? Đúng vậy, so với thời của cô, trẻ con bây giờ đúng là hạnh phúc hơn nhiều. Cho dù là một cô nhi cũng có thể có ăn có uống, sống một cuộc sống khỏe mạnh, còn được đi học nữa, tốt biết bao. Bọn chúng cũng xem như đợi được lúc tốt đẹp. Tư Đằng tiểu thư, tôi thấy thật ra lần này cô quay lại cũng xem như đúng lúc tốt đẹp đó. Cô xem, quyền môn và nghệ tộc không còn đánh đánh giết giết nữa, mọi người chỉ muốn sống cuộc đời của mình cho tốt, tốt biết bao. Tôi thấy cô và Tần Phóng, thật ra tôi và Tần Phóng gì chứ? Tôi thấy hai người có thể. Có thể gì mà có thể? Đưa điện thoại cho tôi. Làm gì vậy? Học tập. Sao lại nóng nảy vậy chứ? Cô và Tần Phóng sao lại không thể mở một tiệm thịt xiên cho tôi chứ? Tần Phóng bỏ tiền, tôi bỏ sức, cô trút giận, vậy tốt biết bao. Ngàn Phúc Thụy, không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Tôi đây. Tư Đằng tiểu thư, chuẩn bị bút nghiêng giấy mực cho tôi. Điện thoại của tôi cô xem xong chưa? Bút nghiêng giấy mực sao? Tần Phóng, anh gọi video với Tư Đằng tiểu thư sao? Đâu có. Sao còn ngang nhiên nói dối vậy? Không gọi video thì sao lại như thế này? Lãng phí lưu lượng của tôi sao? Hay là muốn xem tướng cho Tư Đằng tiểu thư? Sao cậu nói nhiều vậy? Còn không mau đi tìm bút nghiêng giấy mực cho cô ấy đi. Đã xong chưa? Gần xong rồi. Chậm vậy? Cô hãy thấy thỏa mãn đi. Thời này đó hả? Ai còn mài mực chứ? Tôi cũng không phải cá mực, kiếm được chút là tốt lắm rồi. Nói cậu làm chút chuyện, sao lại nói nhiều như vậy? Tần Phóng cũng thiệt là, đang lúc quan trọng mà giận dỗi gì chứ? Để một mình tôi hầu hạ tổ tông sống là cô. Cậu còn dám nói thêm một chữ,
Tôi có cách làm cho cậu câm miệng. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôi chưa từng thấy cô viết chữ bao giờ. Người thời cô đều nét chữ như họa đúng không? Chữ của cô nhất định rất đẹp. Có câu chữ cũng như người mà. Sao lại không viết nữa? Đang chuẩn bị cảm xúc sao? Muốn làm thơ. Tôi đi ngắm trăng đây. Nhan Phúc Thụy. Nhan Phúc Thụy. Cậu đang làm gì vậy? Làm cô bị ngạt sao? Cô luyện chữ xong rồi sao? Cậu làm gì đó? Tôi cũng có sở trường của tôi chứ. Xiên nướng đây. Cho dù là bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi trong nước, chỉ cần là nhà nước cho phép, tôi làm thành xiên nướng được hết. Cậu tưởng đang đi nghỉ dưỡng thật đó sao? Từ Đằng tiểu thư, tôi nhìn ra được. Dạo gần đây cô đang có nhiều chuyện phiền lòng. Tôi cũng không giúp được chuyện gì. Vậy nên tôi nghĩ rằng nhân loại chúng tôi có một câu nói rất hay. Không có chuyện buồn phiền gì một bữa nướng không giải quyết được. Nếu có thì giải quyết bằng hai bữa nướng. Cô xem nè. Không ăn mặn đúng không? Nào ăn rau đi. Cậu nghĩ thoáng quá rồi đó. Khói đúng là nhiều quá. Xiên nướng của mình đúng là ngon thật. Không biết chữ của cô ấy trông thế nào. Đúng là chữ đẹp. Cốt tịch tàn bạch, phù âm ảnh tuyết, đỉnh núi mênh mang, hồ nước mênh mông. Nghĩa là gì? Tuyết trắng mênh mông, tàn ảnh mịt mù, chiều tà trên nước, cốt trên đỉnh đồi. Sao lại vừa có hài cốt vừa mịt mù vậy? Đáng sợ quá. Là có ý gì ta?
Nhan Phúc Thụy, mới sáng ngày ra cậu ở đây làm gì? Tôi nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì rồi? Tôi đã nghĩ ra nơi giấu hài cốt của Bạch Anh rồi. Cậu có thể nghĩ ra được? Không ngờ được đúng không? Không phải tôi không nghĩ ra, mà tôi không ngờ được tôi có thể nghĩ ra. Từ Đằng tiểu thư, mời. Manh mối của tất cả mọi chuyện nằm trong bài thơ này. Cô xem câu đầu nè, có chữ Bạch trong Bạch Anh. Câu thứ hai là dùng phép đồng âm, ảnh có thể đọc là anh. Vậy là hai câu đầu đã xuất hiện tên nhân vật Bạch Anh. Câu thứ ba càng lợi hại hơn nữa, có tịch, có chiếu. Vậy rõ ràng là đang nói đến núi tịch chiếu. Câu thứ tư có cốt, có phong. Vậy đem cả bài thơ sắp xếp tổng hợp lại thì không khó để phát hiện hài cốt của Bạch Anh được chôn ở tháp Hoa Phong trên núi tịch chiếu. Thế nào? Tôi phân tích đúng rồi đúng không? Vậy theo phân tích của cậu, tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào? Một chữ thôi, đào. Hơn nữa không thể đào ban ngày. Ban ngày có quá nhiều du khách, chúng ta phải những lúc trời tối đi đào. Tôi gọi điện cho Tần Phóng, hai chúng tôi tay cầm hai chiếc xẻng thì đào sẽ nhanh hơn. Cô thấy đào bằng xẻng không tốt đúng không? Cũng đúng. Vậy lấy gì để đào chứ? Có thể dùng đầu của cậu để đào đó. Dù sao cũng nhiều hố như vậy rồi. Từ Đằng tiểu thư, cô lại trêu đùa tôi rồi. Tôi đây, không phải tôi phân tích cũng ổn lắm sao? Cô xem, nói đến Tần Phóng thì Tần Phóng gọi điện đến. Anh tự cầm lên đi, tôi đang nói chuyện với Tư Đằng tiểu thư. Được được, Tần Phóng nói tôi đi lấy đồ giúp anh ấy. Đừng đi lung tung, đi mau rồi về. Tối nay đến tháp Hoa Phong, đừng làm lỡ của tôi. Anh trai, anh nghĩ thế nào vậy? Bắt tôi đi xa như vậy. Đây. Đây là gì vậy? Giày này đẹp thiệt đó. Hàng hiệu nè. Tôi chưa thấy Tư Đằng tiểu thư mặc đồ thế này bao giờ. Mở cốp xe đi. Mở cốp gì chứ? Không có của tôi sao? Gì mà của cậu chứ? Tần Phóng, không phải tôi thèm muốn mấy đồ này của anh. Tôi cũng không nhỏ nhen gì. Tôi chỉ nói y quy của anh thôi. Anh mua nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ cho Tư Đằng tiểu thư thế này, ít nhất anh cũng phải mua cho tôi đôi tất chứ. Là phép tắc đó, anh hiểu không? Biết rồi, lần sau tôi mua cả bộ từ đầu đến chân cho cậu, được chưa? Được. Anh không vào nhà sao? Tôi không vào đâu. Công ty bận lắm. Bận vậy sao? Đúng vậy, bận lắm. Bận tới mức thời gian đi mấy bước cũng không có. Không có. Sao cậu nói nhiều quá vậy? Tần Phóng, anh không mua gì cho tôi. Tôi không soi mói anh. Anh đưa túi lớn túi nhỏ cho tôi xách, tôi cũng nhịn. Nhưng ít nhất anh dừng xe trước cửa được không? Đường xa như vậy, tôi đây còn đi dép lê nữa nè. Cậu không thấy sao? Đường này không đủ rộng, xe tôi không lái qua được. Đường này còn không đủ rộng sao? Tàu quả còn đi qua được đó chứ. Là cậu biết lái xe hay tôi biết lái xe? Cậu tưởng đường rộng hơn xe tôi thì xe tôi có thể qua được sao? Đúng, lòng mà rộng hơn đường thì có thể lái qua được.